áp thấp nhiệt đới phức tạp, có thể thành bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ ngày 5 tháng 11 tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo sông Tử Tây, quần đảo Trường Sa, khoảng 250 km về phía Bắc, sức gió tối đa 50 km/h, cấp 7, giật cấp 9. Ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới dịch chuyển chậm theo hướng đông với tốc độ khoảng 5 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 6 tháng 11, tâm bão cách đảo sông Tử Tây khoảng 350 km về phía bắc đông bắc với sức gió mạnh nhất 75 km/h, cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão giữ nguyên tốc độ, di chuyển chậm theo hướng đông và có thể mạnh thêm. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đường đi cơn áp thấp nhiệt đới này khá phức tạp, do ảnh hưởng của trường dòng dẫn ở các tầng khí quyển trên cao làm áp thấp nhiệt đới mạnh lên và đang tạm thời bị kéo ra ngoài biển. Tuy nhiên, mùng 2 tháng 3 ngày tới bão có thể quay ngược trở lại và gây ảnh hưởng cho đất liền miền Trung Việt Nam. Ở Tây Bắc Thái Bình Dương đang có bão Hạ Long nhưng cơn bão này ở rất xa nên không phải là nguyên nhân khiến áp thấp nhiệt đới bị kéo ra. Hiện, chỉ có đài khí tượng Nhật Bản ghi nhận về cơn áp thấp này và có cùng nhận định như Việt Nam. Nếu áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn thứ 6 ở Biển Đông trong năm nay. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên khu vực giữa Biển Đông, gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông, gió mạnh nhất đạt cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa rào, gió đông bắc mạnh, biển động. Hôm 30 tháng 10, bão Magma đổ bộ vào các tỉnh Phú Yên, Bình Định với sức gió tối đa cấp 9, giật cấp 11 khiến hàng loạt cây xanh ngã, nhà cửa bị tốc mái và hơn 1 triệu hộ dân bị mất điện. Hữu Nguyên,